Chào mừng các bạn đã đến với bản tin bóng đá ngày hôm nay của bóng đá 24h.vn. Nếu thấy video này hay, hãy like, share, subscribe để ủng hộ cho chúng mình nha. Paul Pogba: nếu là huấn luyện viên, tôi sẽ tống mình lên ghế dự bị. Khi Man United có Paul Pogba trong đội hình xuất phát, họ giành được trung bình 1,9 điểm mỗi trận. Trong khi đó, nếu Pogba ngồi dự bị hoặc không thi đấu, thì MU giành tới 2,2 điểm mỗi trận. Khi được thông báo về thống kê này bởi kênh Canal Plus, Pogba vẫn rất vui vẻ và thậm chí còn khẳng định sẽ tống mình lên băng ghế dự bị nếu là huấn luyện viên của đội bóng. Với cái thống kê đấy thì tôi chắc phải ngồi ghế dự bị rồi. Thực sự là tôi không nhìn thấy thống kê này bao giờ. Nếu đội bóng chơi tốt hơn khi không có tôi thì tôi hoàn toàn hiểu được rằng huấn luyện viên sẽ đẩy tôi lên băng ghế dự bị. Đó là một thách thức tốt dành cho tôi. Tôi hy vọng thống kê này sẽ đảo chiều trong thời gian tới. Tôi hy vọng đội bóng sẽ thắng nhiều khi có tôi hơn là khi tôi không đá chính. Thủ lĩnh Pique giao nhiệm vụ phải thắng cho Barca. Vào vòng tới, Barca sẽ đối đầu trực tiếp với Atletico. Gerard Pique tuyên bố họ không còn lựa chọn nào khác ngoài đánh bại đội bóng do Diego Simeone dẫn dắt để giành chức vô địch La Liga. Đó là nhiệm vụ đầy thách thức đối với một Barca đã không giữ sạch lưới trong một tháng qua. Hiện đội chủ sân New Camp đang đứng ở vị trí thứ 3 tại La Liga với 74 điểm sau 34 vòng. Họ kém Atletico 2 điểm và bằng điểm với Real Madrid. Pique nói với Movistar về mục tiêu của Barca trước trận đấu quan trọng. Barca đã thắng Valencia sau trận thua bất ngờ trước Granada để tiếp tục chạy đua đến cùng. Chúng tôi vẫn trong cuộc đua vô địch và đó là mục tiêu của đội bóng. Chúng tôi muốn khép lại các trận đấu sớm hơn, đó là động lực và những thứ có thể xảy ra. Trước Valencia, Barca dứt điểm ít hơn. Nhưng vấn đề là tất cả những pha đó đều đi trúng đích. Trận thua hôm thứ Năm đã qua mang đến nhiều tổn thương. Nhưng chiến thắng trước Villarreal và Valencia mang lại cho chúng tôi sự tự tin. Chúng tôi chuẩn bị cho trận đấu với Atletico Madrid bằng mục tiêu duy nhất là chiến thắng. Nó nằm trong tay Barca, chúng tôi phải thắng, không có lựa chọn nào khác. PSG đón tin vui về Mbappe trước đại chiến Man City. Kylian Mbappe được cho là có thể phải nghỉ thi đấu trong trận bán kết lượt về với Man City vì chấn thương bắp chân. Tiền đạo người Pháp đã được cho nghỉ ở trận đấu với Lens cuối tuần qua và rất may mắn cho PSG khi Mbappe kịp thời bình phục và giờ đã sẵn sàng ra sân. Sự trở lại của Mbappe là tin cực vui với PSG. Tiền đạo 22 tuổi là ngôi sao quan trọng nhất trên hàng công của đội bóng nước Pháp. Mùa này, Mbappe đã ghi 37 bàn sau 43 trận. Phong độ ấn tượng của Mbappe là một trong những yếu tố giúp PSG cạnh tranh trên mọi đấu trường. Một sự vắng mặt đáng chú ý khác của PSG trong trận đấu lượt về sắp tới là Andrissa Weah. Tiền vệ trụ này phải thi hành án treo giò sau khi nhận thẻ đỏ trực tiếp trước Man City ở trận lượt đi. Tuy vậy, Weah vẫn bay tới Manchester cùng các đồng đội để cổ vũ tinh thần. Juventus bị Inter chuốt ngồi, huấn luyện viên Pirlo hứa hẹn đủ đường. Đêm qua, Inter đã chính thức đăng quang vô địch Serie A ở mùa giải năm nay. Điều đó khiến các fan phần nào hướng mũi dùi về phía huấn luyện viên Pirlo. Nhưng chiến lược gia người Italia khẳng định ông sẽ nỗ lực hết sức để đưa đội bóng trở lại vào mùa giải năm sau. Chúng tôi muốn thể hiện sự tôn trọng với Inter và huấn luyện viên Conte. Họ xứng đáng có được thành công này. Chúng tôi cần thay đổi. Một chu kỳ đã đóng lại nhưng một chu kỳ khác sẽ mở ra để chúng tôi có thể cạnh tranh Scudetto. Chúng tôi vừa có một chiến thắng vất vả nhưng chúng tôi tự hào. Chiến thắng trước Udinese vừa qua rất quan trọng. Mọi thứ trở nên khó khăn hơn khi chúng tôi thủng lưới từ sớm. Nhưng chúng tôi thực sự mong muốn thu về kết quả tốt nhất và đã làm được điều đó khi trận đấu khép lại. Chúng tôi đang suy kiệt về tâm lý. Có một điều gì đó thay đổi khi bạn đã quen với việc giành chức vô địch Scudetto. Trong vài tuần qua, mục tiêu của chúng tôi thay đổi. Chúng tôi gặp ít nhiều khó khăn nhưng chúng tôi phải lọt vào nhóm dự Champions League. Toàn đội rất mạnh mẽ và đoàn kết. Chúng tôi có ý chí chiến đấu cho mục tiêu này. Chúng tôi thường phải thi đấu với tinh thần và thái độ không tốt. Nhưng toàn đội sẽ đoàn kết để giành vé dự Champions League. Cái ôm cuối trận vừa qua là điều quan trọng nhất. Nó có thể là điểm khởi đầu. Chúng tôi cần tiếp tục với tinh thần này. Những chiến thắng như thế này mang lại cho bạn nguồn adrenaline để tiếp tục chiến đấu. Mourinho chưa sẵn sàng tái xuất. Huấn luyện viên người Bồ Đào Nha bị Tottenham sa thải vào ngày 19 tháng 4 vừa rồi do thành tích không đạt yêu cầu và nhiều vấn đề khác trong phòng thay đồ. Như vậy, Mourinho đã bị sa thải ở cả 3 câu lạc bộ Anh mà ông dẫn dắt là Tottenham, Manchester United và Chelsea. Tuy vậy, vị huấn luyện viên 58 tuổi vẫn khẳng định mong muốn được làm việc tại Anh.
ông sẽ không tới La Liga, Bundesliga hay Ligue 1 vì ở đó không có áp lực. Trong khi Mourinho là người luôn chọn áp lực, mà áp lực cạnh tranh ở Anh thì luôn là cao nhất. Dù vậy, ông Mourinho sẽ không vội vàng lựa chọn điểm đến tiếp theo. Tôi không có kế hoạch nào cả, ông nói. Tôi thấy thoải mái và thư thái, nghỉ ngơi sẽ cho tôi nhiều thời gian để nghiên cứu hơn. Mourinho khẳng định chắc chắn sẽ trở lại với bóng đá, nhưng ông chỉ không tìm được đúng môi trường. Có thể mùa tới là quá sớm, vị huấn luyện viên người Bồ Đào Nha dự đoán. Hiện tại, công việc chính của Mourinho là viết báo và làm bình luận viên. Ông là chuyên gia của TalkSport ở Euro sắp tới. Cựu huấn luyện viên Tottenham tin rằng anh sẽ là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất, không phải vì họ hay hơn, già dặn hơn, mà còn vì không có đối thủ nào tỏ ra quá nổi trội. Mourinho cũng bày tỏ mong muốn được dẫn dắt một đội dự tuyển Euro hoặc World Cup trong tương lai. Real Madrid nhận tin sét đánh trước đại chiến Chelsea. Với kết quả hòa có bàn thắng ở lượt đi, Real Madrid đang gặp bất lợi trước trận lượt về trên sân Stamford Bridge. Không những gặp bất lợi về mặt tỷ số, Os Blancos còn nhận thêm tin buồn về mặt lực lượng. Theo đó, trung vệ Rafael Varane dính chấn thương và không thể góp mặt ở trận lượt về. Phía Real Madrid xác nhận, Zinedine Zidane đã kỳ vọng rất nhiều vào việc Rafael Varane có thể ra sân thi đấu trước Chelsea, song cậu ấy gặp vấn đề ở bắp chân phải và sẽ không góp mặt. Ở trận lượt đi, Rafael Varane ra sân ngay từ đầu. Việc không có cầu thủ người Pháp sẽ là tổn thất cực lớn của đội bóng thành Madrid, nhất là trong bối cảnh Sergio Ramos cũng chưa chắc có thể ra sân. Trung vệ người Tây Ban Nha nghỉ ngơi 125 phút kể từ tháng Giêng, anh liên tục nghỉ thi đấu bởi các chấn thương khác nhau. Tiền vệ Federico Valverde cũng chưa chắc có thể ra sân trước Chelsea. Anh chưa đạt trạng thái tốt nhất. Với tình hình hiện tại, Real Madrid sẽ phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn lọt vào trận chung kết lần đầu tiên kể từ năm 2018 khi họ đánh bại Liverpool với tỷ số 3-1 ở Kiev.